Xã Chư Bá, thị xã Dumpa có trên 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại 5 thôn Bôn. Những năm trước đây, Chư Bá là một trong các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, trình độ dân trí còn hạn chế. Cuối năm 2023, xã còn 15 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo. Năm nay tập trung nhiều giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững. Cấp ủy chính quyền xã Chư Bá phấn đấu địa phương sẽ không còn hộ nghèo và giảm thêm 13 hộ cận nghèo. Nhà nước ủng hộ để xây nhà cho mình. Vợ chồng sẽ kết hợp với nhau, bàn bạc với nhau để có thể vay mượn vài, có thể làm rộng hơn. Xã thứ nhất là hỗ trợ về cái phát triển sản xuất, rồi hỗ trợ về nhà ở là để cho người dân là có nhà ở ổn định á, yên tâm làm ăn. Mà ngoài cái kênh về giảm nghèo bền vững á, là còn những cái kênh từ các chương trình mục tiêu quốc gia là nông thôn mới, rồi chương trình dân tộc và miền núi cho giai đoạn 21-25 á, là cũng quan tâm hỗ trợ cái đối tượng chủ yếu là về cái hộ nghèo á, nên là cái khả năng là đạt chỉ tiêu của kế hoạch. Hết năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều, thị xã Dumpa có 144 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4% và 357 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,58%. Một trong những chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là phấn đấu xóa nghèo và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 1% vào cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ngay trong năm nay, thị xã phấn đấu sẽ không còn hộ nghèo, trừ những hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Để hoàn thành mục tiêu sớm hơn một năm so với nghị quyết, cần rất nhiều sự nỗ lực từ cấp ủy chính quyền địa phương và sự quyết tâm cao trong nhân dân. Xã cũng tập trung tất cả các nguồn lực để giảm nghèo. Hiện tại thì xã còn 12 hộ nghèo. Thì các cái nguồn lực sẽ tập trung vào theo kế hoạch và chỉ đạo của thị xã. Tập trung các nguồn lực là sẽ giảm 8 hộ, nghĩa là chúng tôi còn 4 hộ là nghèo bảo trợ xã hội. Còn các cái hộ nghèo còn lại là kế hoạch năm 2024 cuối năm sẽ thoát nghèo và huy động xã hội hóa để ủng hộ, cũng như sự đóng góp của các doanh nghiệp rồi các cá nhân trên địa bàn xã để giúp các hộ dân này thoát nghèo một cách bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, thị xã Dumpa tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cấp ủy chính quyền đã tập trung tuyên truyền từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của người dân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những hộ nghèo, cận nghèo sẽ được bố trí nguồn hỗ trợ phù hợp từ các chương trình mục tiêu quốc gia hay nguồn xã hội hóa của địa phương. Thì thị xã cũng ban hành nhiều kế hoạch và cũng chỉ đạo các xã phường, chủ yếu là tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia đang lồng ghép, đặc biệt nhất trong đó là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đồng thời là vận động các hộ nghèo này là phải tự lực để mà cánh sinh, để mà vươn lên thoát nghèo. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mục tiêu của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Dumpa về giảm nghèo nhanh và bền vững, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao đang dần trở thành hiện thực.